lại cập nhật một số cái thiên đường của đảng Dân Chủ không đâu khác là thành phố New York. New York là thành phố để chúng ta thấy hai mặt của nước Mỹ. Mặt phía dưới đó là Wall Street, mặt phía trên đó là đảng Dân Chủ lãnh đạo. Người đàn ông 26 tuổi đã bị ngộ sát bằng phương tiện giao thông, tấn công và lái xe trong tình trạng say xỉn, lao vào 5 người khi một người khác bị thương tại cái giao lộ thành phố của New York vào chiều Chủ nhật. Như vậy trên trực trải đã bị thải cái từ ngộ sát, có nghĩa rằng là những cái súng cũng ngộ sát, say rượu cũng ngộ sát. Nhưng mà trên trực trải một phần để chúng ta thấy là gì? Những cái góc độ khác nhau, cái thứ nhất đó là cái chính trị hóa của nó. Chính trị hóa có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự chính trị hóa bằng súng ống. Và khi mà cái súng mà nó diễn ra cái sự ngộ sát tương tự hay là cố tình tương tự whatever, thì bắt đầu những chính trị gia của nước Mỹ là gì? Là hãy kiểm tù chính án số 2, hãy tiêu diệt tù chính án số 2. Những người đàn ông này mang tên rất đặc đáo, đó là tên Ali, lái một chiếc xe Hyundai Sotana của mình ở vỉa hè phố 21, phố Đông và đại lộ số 3. Tờ báo NBC New York đưa tin cái vụ việc được xảy ra vào lúc 7:30. Theo cảnh sát, lần đầu tiên Ali tấn công một người đàn ông 23 tuổi băng qua đường. Ali sau đó rẽ phải và tông một thanh niên 18 tuổi khi đạp xe. Cái chiếc xe sau đó tông lên vỉa hè và tông một người đàn ông 21 tuổi và người phụ nữ 26 tuổi. Ali sau đó đâm vào phía sau của một chiếc Chevy đang đậu. Chàng trai 23 tuổi được tuyên bố đã chết tại bệnh viện Balava. Tờ báo New York Times đưa tin, New York Post đưa tin. Tai nạn xảy ra gần tòa học viện cảnh sát cũ của NYPD, nơi được chỉ định là nơi trú ẩn của những người di cư. Ali là người sống ở thành phố Queens. Trong hiện trường, tình trạng bị còng và cúi đầu, ông ta hoàn toàn không bị thương. Người lái xe cho là say rượu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Trong cái đó, luật sư Alvin Bragg, người mà truy tố ông Trump, cho biết là những luật cải cách bằng chứng 2020, những cái vi phạm như vậy trên thực tế không cần phải có thể ra tòa trong tương lai. Vi phạm giao thông và các tội nhỏ khác trong vòng 20 cho đến 35 ngày vì nhiều cái tội khác, luật yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật cung cấp bằng chứng trong vòng 15 ngày. Trong khi đó, gần như 262 trường hợp lái xe si say rượu do văn phòng biện lý Manhattan xử lý và gần như họ đã bỏ hoàn toàn vì lý do kỹ thuật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái luật mà lái xe say rượu đó, dưới thời thành viên của đảng Dân Chủ và Alvin Bragg, người truy tố ông Trump, gần như không enforceable. Mà đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.